Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 14 trang 97 Tập nằm văn Thế nào là miêu tả một lá mã là nhận xét. Bài tập số 1, đoạn văn sau miêu tả những sự vật nào. Rồi mời các em đọc đoạn văn sau. Trước mặt tôi, một cây sòi cao lớn toàn thân phủ đầy lá đỏ. Bên cạnh đó, như để tôn thêm màu đỏ trói lọi kia, là màu vàng rực rỡ của mấy cây cơm nguội. Một làn gió rì rào chạy qua, những chiếc lá rập rình lay động như những đốm nửa vàng, nửa đỏ bập bùng cháy. Tôi rẽ lá nhẹ nhàng men theo một lành nước để đến cạnh cây sòi. Nước róc rách chảy, lúc trườn lên mấy tảng đá trống, lúc luồn dưới mấy gốc cây ở mục. Rồi như vậy là trong đoạn văn này, các sự vật được miêu tả đó chính là cây sòi. Cây sòi thì cao lớn, toàn thân phủ đầy lá đỏ. Tiếp theo là cây cơm nguội. Cây cơm nguội thì lá màu vàng rực rỡ. Sự vật tiếp theo là lạch nước, lạch nước thì chảy róc rách, nút trườn lên mấy tảng đá trống, nút luồn dưới mấy gốc cây ẩm mục. Rồi như vậy ở đây các em trả lời là sự vật được miêu tả thứ nhất là cây sòi, thứ hai là cây cơm nguội và thứ ba là lạch nước. Bài tập số 2, viết vào bảng những điều em hình dung được về các sự vật trên theo lời miêu tả. Mẫu sự vật 1 là cây sòi. Trước mặt tôi một cây sòi cao lớn, toàn thân phủ đầy lá đỏ. Như vậy hình dáng của cây sòi là cao lớn, màu sắc là lá đỏ trói lọi. Toàn thân phủ đầy lá đỏ, bên cạnh đó như để tôn thêm màu đỏ chói loại kia như vậy là màu sắc nè lá đỏ chói loại này chuyển động thì sao một làn gió rì rào chạy qua những chiếc lá rập rình lay động như những đốm nửa vàng nửa đỏ bập bùng cháy ở đây là những đốm nửa vàng là của cây cơm nguội còn những đốm nửa đỏ là của cây sòi thì ở đây chuyển động thì em chỉ cần ghi là lá rập rình lay động như những đốm nửa đỏ thôi Còn nửa vàng là của cây cơm nguội Rồi tiếng động thì ở đây không được miêu tả Sự vật 2 là cây cơm nguội Hình dáng không được miêu tả Màu sắc thì màu vàng rực rỡ của lá Chuyển động thì lá rập rình lay động như những đốm nửa, nửa vàng Nửa đỏ là của cây soi còn nửa vàng là của cây cơm nguội tiếng động thì là bập bùng bập bùng những đốm lửa bập bùng rồi sự vật ba là lạch nước hình dáng không được miêu tả màu sắc không được miêu tả chuyển động thì trườn lên mấy tảng đá luồn dưới mấy gốc cây mục tiếng động thì tiếng nước róc rách chảy Tiếp theo em sang bài tập số 3. Qua những nét miêu tả trên, em thấy tác giả đã quan sát sự vật bằng những giác quan nào? Ở đây nói đến giác quan thì chúng ta có là mắt người ta gọi là thị giác, mũi người ta gọi là khứu giác, còn tai người ta gọi là thính giác. Rồi, ở đây người ta làm mẫu là sự vật, cây cơm nguội này, miêu tả này lá màu vàng rực rỡ, rập rình lay động như những đốm nửa vàng và bùng cháy. Các em nhớ nửa vàng là của cây cơm nguội, còn nửa đỏ là của cây cây xoài. Rồi để nhìn thấy những lá màu vàng rực rỡ, rồi những chiếc lá rập rình lay động, thì tác giả phải quan sát bằng mắt mới nhìn thấy thị giác. Giác quan nó là thị giác, tức là bằng mắt. Rồi theo mẫu thì chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này như sau. Sự vật cây xoài này, được miêu tả này cây sòi cao lớn toàn thân phủ đầy lá đỏ này rồi giác quan đã nhìn thấy cây sòi cao lớn thì chúng ta phải quan sát bằng mắt thấy cây sòi cao lớn này lá cây sòi màu đỏ này thì chúng ta phải quan sát bằng mắt rồi thị giác rồi sự vật lạch nước lạch nước được miêu tả như thế nào nước róc rách chảy núc trườn lên mấy tảng đá trắng núc luồn dưới mấy gốc cây ở mục rồi để nghe được tiếng nước róc rách chảy thì tác giả phải quan sát bằng giác quan đó chính là, là thính giác tức là dùng tai để nghe lúc trườn lên mấy tảng đá trắng để nhìn thấy dòng nước trườn lên mấy tảng đá trắng lúc luồn dưới mấy gốc cây ẩm mục thì tác giả phải quan sát bằng mắt mới nhìn thấy được thị giác này bằng mắt này thính giác này bằng tai như vậy là tác giả quan sát bằng thị giác và thính giác Phần 2 năm mã là luyện tập. Bài tập số 1, tìm những câu văn miêu tả trong truyện Chú Đất Nung. Rồi trong truyện Chú Đất Nung thì chúng ta phát hiện ra ngay những câu văn đầu tiên. Tết Trung Thu, cu chất được món quà. Đó là một chàng kỵ sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng ngồi trong mái lầu son. Chất còn một đồ chơi nữa là chú bé bằng đất em nạn núc đi chăn trâu trong mấy câu đầu chuyện này thì chúng ta sẽ phát hiện ra những câu văn miêu tả đó chính là đó là một chàng kỵ sĩ rất bảnh cưỡi ngựa tía dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng ngồi trong mái lầu son Rồi như vậy là em trả lời đã những câu văn miêu tả trong chuyện chú đất nung đó là một chàng kỵ sĩ rất bảnh này cưỡi ngựa tía này dây cương vàng và một nàng công chúa mặt trắng ngồi trong mái lầu son các em nhớ khi miêu tả phải chỉ rõ được nè hình dáng này kích thước và màu sắc hai đọc Trích đoạn bài thơ mưa sách tiếng Việt 4 tập 1 trang 141 Viết 1 đến 2 câu miêu tả một trong những hình ảnh đó Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng xem lại bài mưa Bài thơ mưa trong sách tiếng Việt 4 tập 1 trang 141 Mưa chớp rạch ngang trời Khô khốc sấm ghé xuống sân Khanh khách cười Cây dừa sải tay bơi Ngọn mùng tơi nhảy múa mưa, mưa, ù ù như say lúa, lộp bộp, lộp bộp, rơi rơi. Đất trời, mù trắng nước, mưa chéo mặt sân. Suối bọt, cóc nhảy trồm trồm, chó sủa, cây lá hạ hê, bố em đi cày về, đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa. Rồi vậy ở đây các em sẽ viết một đến hai câu miêu tả một trong những hình ảnh đó. Ở đây chúng ta có hình ảnh nè là sấm này, chớp này, hay hình ảnh ngọn mùng tơi nhảy múa này, thì các em sẽ chọn một trong các hình ảnh đó, các em viết một đến hai câu. Ví dụ ở đây chúng ta chọn hình ảnh sấm này, sấm ghé xuống sân khanh khách cười. Tức là chúng ta có thể tưởng tượng ra là hình ảnh sấm vừa ghé xuống sân, cười khanh khách khiến cho mọi người giật cả mình. Rồi như vậy các em có thể tham khảo cách viết một đến 2 câu miêu tả hình ảnh của sấm như sau. Hình ảnh sấm như vừa từ trên cao ghé xuống sân, khanh khách cười, khiến mọi người trong nhà giật nảy mình. Có các em không thích hình ảnh của sấm thì các em miêu tả hình ảnh của của ngọn mùng tơi. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.